Sao nhỉ? Xin Xin chào chào. mọi người. Hôm nay các bạn thấy khác lạ không? Hôm nay có hai Giới hôm thiệu. nay có hai chị em tớ lại giới thiệu với các bạn. Cây hôm nay bọn em xin giới thiệu đến mọi người đó chính là cây lan ý trắng. Thì cây lan ý trắng thì có là loại cây thuộc họ ráy, nguồn gốc là đến từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ và một số khác là ở Đông Nam Á. Ngoài cái tên Lan Ý ra thì cây này còn có ý nghĩa là cây bạch mô này, cây vĩ hoa trắng, cây Ý Lan hay là huệ hòa bình. Đặc điểm thì chị đang Còn về đặc điểm ấy, đặc điểm của cái cây lan ý này thì cây lan ý này thường mọc thành bụi này, xong rồi cái cây này cao tầm khoảng 40 đến 50 cm nha các bạn ơi. Cuống lá thì mọc từ gốc lên, xong lá có màu xanh thẫm và bóng mượt, hình dáng của nó thành hình bọc dục như thế này. Các bạn quan sát thấy rõ không ạ? Lá của nó thon và ở phần đỉnh trên có bề mặt nổi những cái gân xanh nhạt. cái này thì lần nào Cây lan ý này thì có hoa màu vàng màu trắng này, có loại màu vàng màu trắng nhá. Thon dài xung quanh thì có bao bọc bởi những chiếc lá này. Xong rồi màu trắng thì tựa như vỏ sò, khi lan ý nở thì sẽ kéo dài khoảng 3-4 tháng thì hoa mới tàn. Về loại cây này thì rất là dễ trồng và nhân giống nhờ cái khả năng sinh trưởng mạnh và khỏe của nó. Thì sống được ở ngoài trời này, bóng rơm này, trồng ở đất hay thủy sinh đều được. Cái cây mà mình đang cầm đây là trồng thủy sinh nha các bạn. Bên mình có cả đất và thủy sinh như thế này. sau về đặc điểm của cây này thì cây này cũng có rất là nhiều công dụng. Trước hết là về công dụng về môi trường thì nó có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ bụi bẩn, độc tố. Và theo nghiên cứu ấy, thì trồng loại cây này thì loại được các chất độc hại như là benzen, formaldehyde và xylene. Các nghiên cứu cho thấy cây lan ý này có thể hấp thụ được sóng điện tử phát ra từ tivi, máy tính, điện thoại, laptop và các đồ điện tử. Vì vậy nên là khi mọi người trồng thì mọi người nên để cạnh các bàn làm việc này, để trên bàn ở văn phòng thì nó sẽ giúp hấp thụ các cái chất phóng xạ từ máy tính phát ra. Về ý nghĩa phong thủy ấy, thì cây này có nhiều ý nghĩa tốt này, mang lại nhiều năng lượng tích cực này, niềm may mắn và hấp thụ những năng lượng tiêu cực trong nhà của gia chủ để có một cuộc sống bình yên, hài hòa. Và theo quan niệm trong phong thủy thì cây nhan ý thường hợp với những người có mệnh kim, nhất là trồng thủy sinh. Bên ngoài ra thì mo hoa của cây này có màu trắng là bản mệnh của người mệnh kim. Nên là những người mệnh kim này trồng thì sẽ mang đến nhiều vận may và tài khí. Và thậm chí cây này còn hợp với những người có mệnh mộc. Vì mộc chính là cây cối và cây nan ý có màu xanh lá đậm và màu đại diện của mệnh mộc. Còn nhiều người hay gọi cái cây này là cây huệ hòa bình với lý do là đem đến sự êm ấm này, tình cảm gia đình gắn kết hòa hợp với nhau đó. Và các thành viên trong gia đình cũng ít đó, ốm đau bệnh tật hơn này. Không như thế thì cái cây lan ý này vẫn có rất là nhiều người tin rằng đem đến tài lộc may mắn cho gia chủ vì cái cây này sinh trưởng rất là nhanh, tượng trưng cho cái sự sinh sôi nảy nở đó. Trên đây là tất cả những thông tin về cây lan ý bên shop em. Nếu mọi người thích thì hãy để lại dưới bình luận. Bọn em sẽ để lại thông tin và địa chỉ trên màn hình để mọi người có thể để biết và quan tâm bên shop em. Bye bye. Thì bọn Xin chào các em bạn. thì tiếp theo đây bọn em xin giới thiệu đến mọi người đó chính là cây ngọc ngân trắng. Thì cây ngọc ngân trắng này có tên khoa học là Alaenema superwild và thuộc loại họ
thân lại họ ráy xuống thì thôi. Khi nhắc đến vạn lộc ấy thì mọi người hầu như chỉ biết đến các loại như vạn lộc hồng, vạn lộc đỏ, còn về phiên bản vạn lộc trắng này thì ít ai biết đến bởi vì nó hiếm thấy hơn. Cây vạn lộc này thì có thân nhỏ, ngắn và tròn. Thân chứa các lá lớn và màu sắc nổi bật khi pha trộn giữa màu xanh và màu trắng. Mọi người có thể thấy về phần lá thì viền nó có màu xanh với những đường gân này, còn hầu như là màu trắng chiếm nhiều hơn. Bên tạo nên về sự ấn tượng và vẻ đẹp khác lạ cho cây. Lá cây thì mọc đều ra các hướng, chúng có phần cuống lá dài này, ôm trọn gốc, chúng cứng cáp và nâng đỡ lá và có hình bầu dục tròn như thế này. Tuy nhiên, vạn lộc trắng đôi khi lại dễ bị nhầm lẫn khá lớn về cái loại ngọc ngân mà mọi người hay thấy bởi vì màu sắc của nó giống đến khoảng 90%. Đều là loại cây có khả năng đa hoa. Nếu mà mọi người chịu khó quan sát ấy, thì có thể dễ nhận thấy rằng lá của cây vạn lộc trắng này thì có hình bầu dục tròn hơn là cái phần lá của cây ngọc ngân, bởi vì cây ngọc ngân thì lá nó thuân dài. Hoa của cây vạn lộc trắng cũng to hơn các mo bao bọc bên ngoài màu, và có mo hoa bao bọc bên ngoài màu xanh thì chu kỳ ra hoa là khoảng vào 3 đến 4 tháng trên một lần. Còn hoa của cây ngọc ngân thì hiếm thấy hơn, mo hoa thì lại có màu trắng. Về cái ý nghĩa phong thủy á, thì cây vạn lộc trắng này thì mang cái dáng vẻ thanh tao này, sang trọng, và trong cái bài trí này mà loài cây này tượng trưng cho tài lộc, may mắn, đồng thời thì mang đến sự phát đạt, hưng thịnh cho gia chủ. Loại cây vạn lộc trắng này sở hữu cái thân hình bên ngoài giống như kiểu cây vạn lộc hồng á, chỉ khác ở chỗ làm cái màu sắc của nó là màu sắc trắng chủ đạo như thế này. Không chỉ vậy thì ý nghĩa phong thủy của cây mặc dù tương đồng nhưng mà cũng có cái sự khác biệt nhất định. Ý nghĩa về ý nghĩa của cây vạn lộc trắng này trong sự nghiệp ấy, thì ngày nay người ta thường trồng cái cây vạn lộc trắng này để bàn này, nhằm mang lại cái sự phong thủy cho gia đình và thuận lợi trong công việc làm ăn, bởi chúng mang cái ý nghĩa là mang đến cho gia chủ may mắn này, tài lộc này, thịnh vượng đó. Không chỉ thế thì cái tên vạn lộc đã mang theo ý nghĩa tốt lành, cầu tiến đó, cho gia tài, cầu tiền tài cho gia chủ, nên là thường được tiếp xếp vào các nhóm tài lộc mà người săn đón. Đây mọi người coi, cây nó trắng muốt trong trẻo như thế này mà xinh quá. Còn về ý nghĩa trong cái tình cảm đôi lứa ấy, thì với cái tên vạn lộc trắng này thì đầy cái mang đầy cái ý nghĩa này. Cây vạn lộc này thì thường chọn làm quà ý nghĩa cho những người thân yêu của mình vào những cái dịp lễ này, như là Tết, sinh nhật hay là mừng tân gia này, thăng chức, chúc mừng người ta. Còn theo quan niệm về phương Đông thì cây vạn lộc này thường sẽ hợp với lại mạng kim và thủy, bởi vì nó có màu lá xanh với những đốm trắng, nên là trong phong thủy nó được xác định là có đặc trưng màu trắng. Màu trắng thì hợp với thuộc tính kim, cũng hợp với người mệnh kim, và bên cạnh đó nó còn thích hợp với những người tuổi dần và sở hữu chậu vạn lộc này trong nhà, thì mọi người sẽ em mang lại được cảm giác bình yên này, không chỉ giúp cho gia chủ hợp tuổi thu hút tài vận mà còn xua đuổi đi những điều xui xẻo không may mắn thị phi. Về cách chăm sóc của loại cây này thì ngoài việc thay nước từ ngoài việc tưới nước từ 1 đến 2 lần thì mọi người phải để cây được hứng ánh sáng liên tục trong 2 giờ vào buổi sáng, vào toàn khung giờ là từ 7 giờ đến 10 giờ để giúp cây phát triển và ra hoa đều đặn. Thì trên đây cũng là một số cái thông tin mà bọn em chia sẻ với mọi người. Thì mong là mọi người sẽ có thể tiếp thu được nhiều thông tin hơn về các cây cảnh đó. Và mọi người chần chừ gì nữa mà mọi người không qua cây đời để có thể sở hữu một em cây vạn lộc trắng như thế này, đúng không ạ?
Chị chào mọi người và chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ.